Sáng sáng sáng. Rồi. Phan. Nè. Mở cửa ra con sèn nó cũng không ăn, nó lo chạy đi chơi rồi. Rồi. Tất nhiên mà. Nè. Đây. Tận hưởng cuộc sống như này. Đó. Cái lớp này ăn trước rồi hồi tới lớp sau nha. Còn một hộp nữa cho mấy đứa kia. Nha. Rồi. Phan. Sang. Tên Phan tên gì. Nha. Rồi. Phan. Nói giờ ơi. Đỡ giờ chưa ăn ngon vậy hả? Con này ăn nhanh quá, con già này ăn nhanh quá. Nhanh quá. Rồi mọi người thấy đó. Rồi hai thằng kia mặc dù là không có hành động gì được cho Tiun trong năm nay, gửi qua nhà anh ta nuôi, nhưng mà chắc là đó giờ chưa được ăn vậy. Mình cho ăn cục xương này cho nó vậy con. Con già rồi. Già rồi ăn thịt đi ha. Già ăn thịt. Mình trẻ cho nó còn răng cho nó ăn xương ha. Còn cái đùi này để cho đứa ngoan nó ăn. Rồi hết rồi. Cái tóp này đầu tiên là ăn vậy thôi. Cái tóp sau nữa. Rồi. Tiệc tất niên nhanh chóng gọn lẹ. Con sèn nó chạy ra đường rồi. Xui quá anh em ơi. Má tôi không biết được là chết. Sèn. Con chó hư đó. Rồi chia tay mấy đứa nha. Đường ai nó đi nha. Nhà ai nó về nha. Nhanh gọn lẹ vô đi. Còn ra làm sao cho mấy con nhỏ làm sao nữa. Cảnh tối không quay phim được nha mọi người. Giờ này thả ra là thằng cái cá đi quậy nữa. Em mệt mỏi lắm. Dạo này em không còn năng lượng tràn trề nữa. Bởi vì công việc em nó nhiều. Em dùng hầu như hết thời gian của mình để chăm sóc động vật, giải cứu động vật, lo kiếm tiền, mưu sinh nữa. Căng lắm mọi người. Chưa có thoải mái.